Tham gia ngay video contest tổng giải thưởng lên đến 5,2 tỷ. Chi tiết xem tại sparkyourfire.gg/video. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Gaming. Ok, thì hôm nay thì bên Ana Fire đã triển khai chúng ta đó là sự kiện vốt nhiều giảm sâu. Và tất nhiên rồi, bộ được vốt nhiều nhất là bộ yêu nữ bóng đêm. Tại vì hình như là bộ này chưa bán sâu ở Việt Nam bao giờ. Đấy là cái thứ nhất, hay là bộ này bán rồi nhưng mà đợt trước không ai thèm mua, nhưng mà đợt này mọi người vốt rất nhiều. Thế là nó sẽ có giá 99kc. Bộ này tôi đánh giá rất là ổn áp. Đấy, rất là ổn áp luôn. Ổn gọi là trên cả ổn. Đấy, quá tuyệt vời mặt trời. Đấy, bộ này không lấy bộ này, bây giờ lấy bộ nào nữa. À, bộ này tôi nhớ nó ở đợt nào rồi. Các bạn nhớ cái bộ mà màu đen đen xong rồi có cái mặt nó là cái bia mộ không? Đấy, chính là bộ đồ nam của cái bộ này. Bộ này tên là cái gì? Pháp sư, pháp sư gì đấy. Đấy. Đấy, thì đây chính là bộ đồ nữ ở trong cái bộ đấy. Đấy, bộ này trông được nhỉ? À, trông ổn áp và phết đấy. Đấy, ổn áp phết đấy. Đằng sau lưng có mấy cánh hồng bay bay. Đấy, cánh hồng bay bay trông ảo ma thật sự đấy. Và xịn chó con bò, xịn bò con sò. Hôm nay gà rán chơi lớn nhỉ? Một ngày ra hai sự kiện liền. Đấy, bình thường là mỗi ngày chỉ ra một sự kiện thôi, hoặc là hai ngày ra một sự kiện, thậm chí là 4-5 ngày ra một sự kiện. Hôm nay gà rán một phát tung cả hai nháy luôn. Người ta tiêu vào đâu anh gà rán ơi? Đấy, ta tiêu vào đâu? Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có đó là bộ đồ yêu nữ. Bộ này cho cái mặt nạ trắng vào trông gọi như ma nữ luôn. Đấy, trông nó gọi là u hồn luôn. Đấy, trông được không anh em? Trông chiến phết đùa đâu. Đấy, à hôm nay chúng ta sẽ có đó là đấy, cái sự kiện thứ hai, đó chính là cái nắm đấm chấn thiền. À, nắm đấm thần sư tối thượng này, nắm đấm thần sư tối thượng. Đấy, không phải chiến thần, nắm đấm chiến thần là bộ khác. Đấy, còn đây là nắm đấm thần sư. Thì nắm đấm này thì không biết là giá nó sẽ là bao nhiêu. Đấy, phải test mới biết được. Đấy, phải test mới được. Ngồi nói mõm sao biết được anh em. Ngồi nói mõm sao biết được. Ok, nắm đấm biến hóa. Đấy, sao lại gọi tên là nắm đấm biến hóa? Hóa cái bíp à. Đấy, vãi cả nắm đấm biến hóa. Hóa cái bíp à. Đấy, xôi. Và càng đét và khét lẹt lẹt. Đấy, đây. Ui giời, và ui là trời. Đấy, đẹp 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 chưa anh em? Xịn chưa? Đấy, xịn chưa, xịn chưa? Đấy, ui giời, cái gì đây? Mà huy hiệu quả cầu. Đấy, được của nó đấy anh em ạ, được của nó đấy. Huy hiệu quả cầu. Đấy, rồi đấm xôi, đấm như vậy được 17. 17 trong một lần quay. Lần thứ hai không biết là bao nhiêu đây. Toàn 1, 2, 3 này, trông A đuổi thật sự. Toàn 1, 2, 3 trông A đuổi vậy trường con bà bường anh em ạ. Đấy, trông A đuổi vậy trường. Đấy, ơi giời, 33. Đấy, 33. À, 33 như vậy là một lần 17, một lần 16. Thế cứ cho trung bình là 16 đi. 16 huy hiệu mà cái để lấy cái này thì mất khoảng 180 huy hiệu. Mình lấy 180 chia cho 16 để ra khoảng 12. 12 nhân 179, 2000kc. 2000kc nằm đấm này nha anh em nhá. 2000kc cái nằm đấm này. Đấy, ok la. Tôi cũng ok la. Akelo. Đấy, tôi cũng ok la chứ nhỉ. Và ok la đây anh em ạ. Đấy, nó cũng ok la đấy. Và 2000kc quá rẻ. Ngày xưa mà lấy cái nằm đấm này nhá, không bao giờ có giá 2000kc luôn. Không bao giờ có giá 2000kc luôn. Đấy, ok. Thì đấy, anh em biết đấy, nhân ra khoảng 2200, 2300kc thì anh em cứ quay thôi là sẽ trúng được cái nắm đấm này. Còn số lượng huy hiệu được nhiều hơn thì khó lắm. Nhưng mà tôi nghĩ 2000kc cho cái nắm đấm này là ổn. Đấy, ổn. Đấy, khá ổn cho cái nắm đấm này. Đây là một trong những nắm đấm chắc là đến thời điểm này nó cũng thuộc cái nắm đấm gọi là đẹp bậc nhất trong Gai Na Free Fire rồi. Đấy, ông nào mà bảo là nắm đấm này không đẹp nữa thì tôi chịu, không biết phải nói gì nữa. Một cái nắm đấm nó đổi là hai màu, hiệu ứng to. Đấy, rất là phê. Đấy, em thuộc cái đẹp bậc nhất rồi, chắc là chỉ thua cái nắm đấm tay rồng thôi. Nhưng mà nhiều người vẫn thích cái nắm đấm này hơn là cái nắm đấm long chảo quyền đấy. Đấy, chung chiến không anh em? Chiến đét. Ai chiến đen đét luôn, lại bảo không chiến này, lại bảo không chiến này, chiến đen đét luôn. Ok con dê. Hôm nay bên nào mở một cái chế độ chơi khá là hay nhá, gọi là cái bậc thầy vũ khí kiểu mới. Thì cái này nó sẽ có 24 cấp và chúng ta cứ hạ đối phương, chúng ta chuyển qua cấp súng mới. Cái này khá hay. Đấy, nó hay ở chỗ là nó có một số những cái súng nó rất là đánh đố hơn rất nhiều so với cả cái súng ở trong cái chế độ bậc thầy vũ khí bình thường. Đấy, nó cho tôi quả VSS và nó bắt tôi đi bắn solo anh em ạ. Này đúng kiểu cái meme ấy. Và mày có chắc là mày muốn tao đánh nhau với nó không?
nó cho tôi quả Vedette anh em ạ. Đấy, tôi đang dẫn đầu này, anh em nhìn thấy cái logo Tanjiro của tôi đang dẫn đầu đây với 11 Q. Đấy, với 11 Q anh em ạ, mà nó bắt tôi cầm Vedette tôi đi bắn solo nó. Mà vấn đề là cái mode này mỗi thằng có 300 máu anh em ạ, 300 máu mà tôi cầm Vedette tôi bắn nó thì đến mai xong. Đấy, bắn nó này đến mai, đến ngày kia, đến ngày kia chưa chắc nó đã xong anh em ạ. Vào game đánh đố thật sự, anh em bảo thèo anh đố không? Đấy, cầu máu rồi đốt này đốt cả ngày chưa chắc thằng địch đã chết, khổ thật sự. Đấy, mày làm sao? Chết đi cậu ơi, mày không chết này. À, đổi súng rồi. Ui giời, M60 thì một nốt nhạc anh em ạ, một nốt nhạc. Ôi, tôi chim gõ kiến gõ chim thì một nốt nhạc anh em ạ. Triple kill. Súng gì đây? M87 thôi xong rồi. M87 thì khác thì đánh đố bạn ơi. M87 có một thằng nó 14 kill bằng mình rồi. Ôi thôi, thằng nhảy lâu tự tử ấy. Vãi trưởng, nó nhảy lâu mất rồi. Vãi, nó nhảy mất rồi anh em ạ. Vãi trưởng có bà bưởng, có tay. Mày, ôi thôi, bắn mãi không chết à. Mày, ôi thôi, xong rồi. Toang rồi. Cay thế nhờ. Đấy, cay thật đấy. Và cay mày làm sao? Mày, ui, nó bắn nào? Thật đấy, bà, nó bắn nào? Thế nhờ. Mày, ui, mày trưởng. Chắc là thằng kia 17 kill anh em ạ. Thằng kia 17 kill và tôi 14 kill. Đấy, cay thế nhờ. Đấy, bực nhờ. Và bực thật, cay thật đấy. Và nó bắn ảo Macada, Venezuela, Argentina. Đấy. Rồi, máy động mạnh mày ấy sa và đã đổi qua khẩu Mark 7. Vãi trưởng, khẩu kiểu cục thật đấy. Vào khẩu M87 cục thật mạnh mày. Ui giời. Đấy, chạy đâu con sâu. Ui chạy đâu con sâu. Đấy rồi, khẩu này gọi là nhạc ke huyền thoại luôn. Đấy, khẩu này tôi nói với anh em là nhạc ke huyền thoại luôn. Khẩu này cứ bật ống ngắm thôi. Đấy, ui chạy đâu con sâu. Ui AWM à? Này khó đấy. Ê mày, phải bắn một phát phải chết luôn. Đấy, ơi đâu rồi? Ui, nó bắn. Ui, bắn không chết luôn này. Vâng. Đấy, ơi căng thật đấy. Đâu rồi? Tôi có thằng nào ra đây không? Ui, khẩu tiếp theo còn M82B nữa chứ. Mốt này chơi đúng đánh đố luôn. Đấy, ơi đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Trốn kỹ thế nhỉ? Đây rồi, mày chết. Ôi ơi. Ơi, mày chạy đâu? À, mày chạy đâu. Mày chạy đâu? Ui. À, mày chạy đâu? Khó thế nhỉ? Bắn 2 phát 165 đam mà nó vẫn không bị làm sao. Bắn 2 phát 165 đam mà nó vẫn không bị làm sao. À. Ôi kìa, đâu rồi. Trốn đâu rồi bạn ơi? Trốn đâu rồi bạn ơi? Sao mình bắn tốt chưa thế nhỉ? Đây rồi, đôi giày. À, làm ngay phát, tôi đổi qua khẩu 18AB thì cũng thế. Và phải trưởng, nhưng mà, ui, cái thằng nó dẫn trước mình nó 21 kill rồi cơ. Ai trưởng, tôi phải đi săn nó mới được. Và không, ôi giời, mày làm sao? Ui thằng này nó vẩy khéo á anh em ạ. Thằng Dimitri nó vẩy khéo á, thằng này nó vẩy khỏe và khéo á. Hỏng rồi. Chết thật rồi. Đấy, chết thật rồi. Hỏng rồi. À đây rồi. AFK. À AFK này. Ui U Văn Di này thì làm tí móc lốp còn gì nữa. U Văn Di tất nhiên nó vẫn 21 kill nhỉ. Thằng kia vẫn 21 kill này, cậu không quan tâm. Đấy, nó cho mình khẩu USP anh em ạ. Vãi trường. Nó cho tôi khẩu USP, tôi chịu rồi. Và nó cho tôi khẩu USP, tôi bỏ tay chấm gom rồi. Đấy, bỏ tay chấm gom rồi. Mày làm sao? Ui, càng đét khét lẹt đây các bạn. Và đấy, ui, M500 nhạc ke huyền thoại. Nhạc ke huyền thoại này. Quát ra kill. Mày chạy đâu? À, thằng này Penta kill. Chào à? Vãi à, chào. Ui, xong luôn. Chiến thắng luôn. Anh em thấy tôi đoán hay không?
và ông làm phát một lèo 6 kill luôn. Thế thắng rồi, win chằn chặt. Ok. Đấy, ngon lành cành đào, ngon nào cành lành anh em ạ. Và chế độ chơi vui. Và ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.